Chào các mẹ, Dung sẽ hướng dẫn các mẹ cách mà Dung thường thực hiện các bạn ghi màn hình để thực hiện bài ghi âm hoặc là thu âm bài thu các bài đọc của mình có hình ảnh, có âm thanh đi kèm. Đầu tiên Dung sẽ tải cái app V-Recorder. Đây, cái app này. Đó, các bạn nhìn thấy. Đó, cái app này. Mẹ tải về, sau đó thực hiện các bước chạy. Hiện tại thì Dung đang sử dụng bản free đó, nên nó sẽ giới hạn về độ phân giải và các công cụ khác, nhưng mà Dung thấy dùng cũng được, không có để nổi. Và sau khi tải về chúng mình sẽ mở lên vào phần cài đặt. Đây, độ phân giải cho phép tối đa của nó chỉ 720p thôi, còn các mức cao hơn thì chúng ta phải mua bản quyền. Còn đây là các thanh công cụ. Đó. Thời gian đếm. Giờ đây Dung chọn cao nhất là 10 giây. Vì trong quá trình thực hiện thao tác để mở các video ra của mình, của Dung còn hơi hơi chậm. Và để nó hoàn thiện hơn có phút đầu á, thì Dung sẽ chọn mức cao nhất là 10 giây. Còn tùy các mẹ nếu thao tác như thế, các mẹ có thể chọn thời gian điểm ngược nó ngắn lại. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mình mở lên ha. Rồi, mình thoát ra khỏi màn hình. Đấy, sau khi thoát khỏi màn hình thì nó sẽ có một cái nút như thế này hiện trên màn hình của các mẹ. Đây. Nó có cái hình biểu tượng là cái máy quay ấy, chứ không phải là cái thời gian đang chạy như thế này nhá. Tại vì hiện tại chúng đang thực hiện cái quay màn hình của mình. Rồi. Sau đó tất cả những cái bài mà mình dùng để ghi âm nick các mẹ tải về hết trong máy, hoặc là thực hiện tới bài nào thì các mẹ phải tải về máy của mình. Ví dụ chúng mới tải cái bài này về. English sing sing. Đó. Và cái bài này các mẹ nhớ này ha, không để màn hình dọc nữa, mà chúng ta sẽ xoay ngang màn hình để cái bài đọc của mình nó full toàn màn hình. Đấy, full toàn màn hình. Và khi mình quay nó sẽ cho mình cái khung hình đẹp nhất. Đó. Đây là bài Dung mới tải về. Và muốn ghi hình, có hình ảnh, có âm thanh, có giọng nói của mình thâu vào thì các mẹ sẽ bấm vào cái biểu tượng này. Vì bài đọc của mình sẽ có một đoạn đầu ấy, là đoạn đọc mẫu này. Thank you. Đó. Đoạn sau mới là cái đoạn các mẹ thực hiện bài ghi âm của mình. Listen. Dung sẽ để cho cái video nó chạy tới cái đoạn này. Dung mới bắt đầu It's raining. I don't have an umbrella. Này, chạy tới đoạn này. Thì Dung mới thực hiện cái thu âm của mình. Dung sẽ bấm vào cái biểu tượng quay nhé. Đây, cái biểu tượng hình vuông viết trên này này. Đó, biểu tượng này này. Nhé. Đó. Bấm vào. Thì nó sẽ chạy điểm ngược thời gian cho các mẹ. Rồi bắt đầu quay. Dung sẽ mở bài lên và đọc. You're raining. I don't have an umbrella. Don't worry. Do you have an umbrella? Yes, I do. Đó, các mẹ sẽ thực hiện bài này cho hết video, rồi chúng mình sẽ ấn vào nút dừng. Thì video nó sẽ tự quay, tự lưu vào trong cái phần video trong máy điện thoại của các mẹ. Các mẹ sẽ mở ra và xem lại. Muốn chất lượng âm thanh tốt hơn, tốt nhất khi thu ghi màn hình thì các mẹ có sử dụng các dụng cụ âm thanh nó tốt hơn, ví dụ như đó, và tránh được tạp âm nhiều hơn. Các mẹ có mở tiếng lên, mở tiếng to lên để cái phần tiếng minh họa trong cái bài đọc nó sẽ hay phong phú hơn, làm cho bài đọc mình phong phú hơn. Đó là cách hướng dẫn của Dung về cái phần mà Dung dùng app này. Có gì không hiểu thì các mẹ cứ hỏi nhé. Rồi chúc các mẹ thành công, làm bài tốt.